Bản tin tài chính hôm nay có những tin chính sau. Cựu CEO SCB không đồng ý cáo buộc chiếm đoạt 28.000 tỷ đồng. Tập đoàn Trump bắt tay KBC cho dự án 1,5 tỷ đô la Mỹ. Vai trò của cử tri phổ thông trong bầu cử tổng thống Mỹ. Nhà đầu tư thất vọng với Trung Quốc. Chuyên gia nhận định Nga sẽ suy thoái nếu ngừng chiến với Ukraine. Chiến sự Trung Đông có đẩy giá dầu thô lên 100 đô la Mỹ mỗi thùng. 6 địa phương đang dẫn đầu tăng trưởng GDP. VIX rót hơn 3.000 tỷ đồng vào mảng tự doanh. Eximbank họp đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Glass mua vốn. S&P 500 tăng, Dow Jones phục hồi khi giá dầu hạ nhiệt. Trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 10, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá dầu hạ nhiệt hơn 4% trong bối cảnh xung đột Trung Đông không có diễn biến leo thang. Chỉ số S&P 500 tăng 0,97%, đóng cửa ở mức 5.751 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,45%, chốt phiên ở mức 18.183 điểm. Dow Jones cũng nhích lên 126 điểm, đạt 42.080 điểm. Giá dầu WTI giảm xuống còn 73,5 đô la Mỹ trên thùng, giúp giảm áp lực lên nền kinh tế, dù cổ phiếu ngành năng lượng vẫn chịu tác động khi giảm 2,6%. Ngược lại, các cổ phiếu công nghệ như Nvidia, Broadcom và Tesla đều tăng mạnh, với Nvidia vọt lên 4%. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, Adriana Cutler đã cảnh báo rằng những bất ổn tại Trung Đông và cơn bão Helene có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ, nhưng bà cũng ủng hộ việc Fed cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nếu cần thiết. Trong khi đó, chủ tịch Fed chi nhánh Boston, Susan Collins, dự đoán sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất khi lạm phát và thị trường lao động dần hạ nhiệt. Vai trò của cử tri phổ thông trong bầu cử tổng thống Mỹ. Trong chưa đầy một tháng nữa, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra. Điều đặc biệt là người giành được nhiều phiếu bầu của công chúng nhất vẫn chưa chắc sẽ trở thành tổng thống. Điều này do hệ thống cử tri đoàn độc đáo, nơi 538 đại cử tri mới là người trực tiếp quyết định kết quả. Điều này dẫn đến tình trạng như cuộc bầu cử năm 2016, khi bà Hillary Clinton giành nhiều phiếu phổ thông hơn Donald Trump, nhưng vẫn thất bại do thiếu phiếu đại cử tri. Năm nay, với khoảng 42 triệu cử tri trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z, họ có thể đóng vai trò then chốt. Gen Z, với mối quan tâm về biến đổi khí hậu và bất bình đẳng sắc tộc, có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử, nhất là khi các trường đại học đang khuyến khích sinh viên đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, sự tham gia của cử tri chưa bao giờ là điều chắc chắn. Như cuộc bầu cử năm 2000, chỉ với chênh lệch 537 phiếu tại bang Florida đã giúp ông George Walker Bush chiến thắng, trong khi 5 triệu người ở bang này không đi bỏ phiếu. Nhà đầu tư thất vọng với Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc cho biết họ tự tin sẽ hoàn thành các mục tiêu kinh tế đề ra cho năm 2024 và hứa hẹn sẽ tăng cường hỗ trợ cho các nhóm thu nhập thấp. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh không triển khai thêm các gói kích thích lớn đã khiến nhà đầu tư thất vọng và thị trường chứng khoán mất đà tăng trưởng do thiếu biện pháp kích thích mới. Chỉ số CSI 300 từng tăng 11% sau kỳ nghỉ lễ đã sụt giảm và chỉ còn cao hơn mức tham chiếu 6,4%. Các nhà đầu tư lo ngại về khả năng Bắc Kinh sẽ không đủ quyết liệt trong việc bổ sung các biện pháp kích thích cần thiết khi nền kinh tế đối mặt với tiêu dùng ảm đạm và khủng hoảng bất động sản. Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm thêm thanh khoản và cắt giảm lãi suất, giúp thị trường kỳ vọng về một gói kích thích lớn. Tuy nhiên, kỳ vọng này đã không thành hiện thực, khiến giới đầu tư cảm thấy hụt hẫng. Chuyên gia nhận định Nga sẽ suy thoái nếu ngừng chiến với Ukraine. Giáo sư Jay Zagorski của trường kinh doanh Questrom thuộc Đại học Boston cho biết, chiến sự với Ukraine có thể là thứ duy nhất đang ngăn nền kinh tế Nga rơi vào suy thoái. Ông cho biết, các khoản chi khổng lồ cho quân sự đang tạm thời hỗ trợ nền kinh tế Nga, khi Moscow liên tục thu mua hàng hóa để phục vụ chiến dịch quân sự, từ đồng phục, đạn dược đến thực phẩm. Giáo sư Zagorski nhấn mạnh rằng, nếu cuộc chiến kết thúc, kinh tế Nga có thể sẽ suy thoái ngay lập tức do thiếu chi tiêu quân sự. Nga hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như lạm phát vượt kiểm soát và khó khăn về tiền tệ do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Lạm phát của Nga đã tăng tới 9% trong tháng 8 và lãi suất cũng bị đẩy lên mức cao kỷ lục 19%. Trong khi giáo sư Yuri Gorodnichenko của Đại học California Berkeley cảnh báo rằng, khi Nga không còn đủ tài chính để duy trì chi tiêu quân sự, nền kinh tế nước này sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn và có thể suy thoái sâu. Chiến sự Trung Đông có đẩy giá dầu thô lên 100 đô la Mỹ trên thùng. Cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran đang gây lo ngại về việc giá dầu thô có thể tăng vọt. Việc Iran phóng tên lửa vào Israel đã làm thị trường dầu mỏ chao đảo, với giá dầu tăng 10% chỉ trong tuần trước, đạt 78 đô la Mỹ trên thùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kịch bản giá dầu vượt 100 đô la Mỹ trên thùng, như trong chiến sự Nga, Ukraine, sẽ cần nhiều yếu tố phức tạp hơn. Nếu Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, nguồn cung dầu thô từ nước này có thể bị gián đoạn. Nhưng với nguồn cung dồi dào từ OPEC và các quốc gia khác, giá dầu có thể chỉ tăng thêm 5-10 đô la Mỹ trên thùng. Tuy nhiên, nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz, giá dầu có thể tăng mạnh hơn. Và trong trường hợp gián đoạn nghiêm trọng, giá dầu có thể đạt đến ngưỡng 130 đô la Mỹ trên thùng, mức đỉnh năm 2022. 6 địa phương đang dẫn đầu tăng trưởng GDP. Theo Tổng cục Thống kê,
Trong 9 tháng đầu năm 2024, 6 địa phương trên cả nước đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP trên 10%, nổi bật nhất là Bắc Giang với mức tăng trưởng 13,89%, cao nhất cả nước. Sự tăng trưởng của Bắc Giang chủ yếu nhờ khu vực công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI, trong lĩnh vực linh kiện điện tử. Thanh Hóa đứng thứ hai với mức tăng GDP 12,46% nhờ sản xuất công nghiệp tăng mạnh cùng sự phát triển ấn tượng của dịch vụ và du lịch. Lai Châu cũng đạt mức tăng 11,63%, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của ngành sản xuất và truyền tải điện. Hà Nam đạt mức tăng trưởng 10,89%, đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng, trong khi Điện Biên ghi nhận mức tăng 10,55% với đóng góp lớn từ dịch vụ và công nghiệp. Cuối cùng, Khánh Hòa tăng trưởng 10,45% nhờ sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất và phân phối điện, cùng với sự phục hồi tích cực của ngành du lịch. Tập đoàn Trump bắt tay KBC cho dự án 1,5 tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên, một công ty con của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, đã ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn Trump để phát triển một tổ hợp bất động sản cao cấp tại Hưng Yên. Dự án này còn bao gồm một quần thể đô thị hiện đại, nhà ở sang trọng cùng nhiều tiện ích đẳng cấp với tổng vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao và các khu villa cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế của Trump Organization. Ông Eric Trump, đại diện tập đoàn Trump, bày tỏ sự phấn khích khi chính thức bước vào thị trường Việt Nam. Còn ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch Kinh Bắc, nhấn mạnh đây là một bước tiến quan trọng của Hưng Yên, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị hiện đại. Cựu CEO SCB không đồng ý cáo buộc chiếm đoạt 28.000 tỷ đồng. Trong phiên tòa xét xử chiều ngày 8 tháng 10, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, đã thừa nhận hành vi của mình nhưng đồng thời yêu cầu tòa và viện kiểm sát xem xét lại số tiền chiếm đoạt bị cáo buộc. Theo ông Văn, số tiền thực tế mà ông liên quan chỉ khoảng 7.900 tỷ đồng, chứ không phải 28.469 tỷ như cáo buộc. Ông Văn cho rằng mình chỉ tham gia vào việc bán các gói trái phiếu sau khi việc phát hành đã hoàn tất. Đồng thời ông đã rời khỏi SCB vào tháng 7 năm 2020, trước khi xảy ra một số giao dịch trái phiếu mà ông đang bị buộc tội. Ngoài ra, ông Văn cũng yêu cầu tòa gỡ lệnh kê biên tài sản để hỗ trợ gia đình và xin được quyền giám hộ đối với người con riêng của mình. Bào chữa cho ông, luật sư đã đưa ra bằng chứng mới từ công ty chứng khoán TVS, khẳng định ông chỉ liên quan đến các gói trái phiếu trị giá 7.900 tỷ đồng. MBS báo lãi 100 tỷ trong quý 3 năm 2024, margin đứt chuỗi tăng. Chứng khoán MB, MBS vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 179 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 8% so với quý 2. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận MBS chững lại sau chuỗi 6 quý tăng trưởng liên tiếp kể từ quý 1 năm 2023. Doanh thu hoạt động của MBS trong quý 3 đạt 806 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ năm trước, nhờ lãi từ các tài sản tài chính gấp 11 lần, đạt 286 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ môi giới và đầu tư giảm lần lượt 38% và 16%. Dư nợ cho vay ký quỹ vào cuối quý 3 đạt gần 9.866 tỷ đồng, giảm 1,5% so với quý 2. Tính đến hết 9 tháng đầu năm, MBS đã thực hiện 78% kế hoạch lợi nhuận năm với 724 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. MBS cũng vừa phát hành thêm cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 5.471 tỷ đồng và tiếp tục triển khai đợt phát hành 25,73 triệu cổ phiếu mới, dự kiến thu về 593 tỷ đồng, trong đó phần lớn sẽ dành cho hoạt động cho vay ký quỹ. VIX rót hơn 3.000 tỷ đồng vào mảng tự doanh. Công ty cổ phần chứng khoán VIX vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 với lợi nhuận sau thuế tăng 33%, đạt 265 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào mảng tự doanh khởi sắc, với giá gốc tài sản tài chính tăng hơn 3.300 tỷ đồng, đạt tổng giá trị trên 8.700 tỷ đồng vào cuối kỳ. Doanh thu hoạt động của VIX trong quý 3 đạt 554 tỷ đồng, tăng 71% so với năm trước. Lãi từ các tài sản tài chính đạt 400 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu từ mảng môi giới lại giảm 16%, chỉ còn 26 tỷ đồng. Tính đến hết 9 tháng đầu năm, VIX ghi nhận doanh thu gần 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 551 tỷ đồng, thực hiện khoảng 52% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2024. VIX cũng đẩy mạnh đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và ủy thác đầu tư, với danh mục hiện lãi tạm tính khoảng 560 tỷ đồng. Dư nợ margin tại cuối tháng 9 đạt hơn 4.113 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với nửa đầu năm. Exim Bank họp đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Galex mua vốn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Exim Bank, vừa thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để thảo luận về việc chuyển trụ sở chính và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Điều đặc biệt là đại hội lần này sẽ được tổ chức tại Hà Nội, trong khi trụ sở hiện tại của Exim Bank đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết là 29 tháng 10 và cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11. Cuộc họp diễn ra sau khi công ty cổ phần tập đoàn Galex trở thành cổ đông lớn nhất của Exim Bank với gần 175 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ. Galex có trụ sở tại Hà Nội, hiện sở hữu nhiều thương hiệu lớn như Viclacera và KDV. Ngân hàng cũng đang triển khai dự án xây dựng trụ sở mới tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và đang xin ý kiến thành phố về điều chỉnh quy hoạch phân khu. PB Chance vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 sau 9 tháng.
Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí PVChance vừa báo cáo lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm đã vượt kế hoạch năm 2024. Doanh thu ước đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, vượt 26% mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, trong quý 3, lợi nhuận giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 348 tỷ đồng, mặc dù doanh thu vẫn tăng nhẹ. PVChance đang đẩy mạnh mở rộng đội tàu để tăng năng lực cạnh tranh quốc tế. Tính từ năm 2023 đến nay, công ty đã bổ sung 17 tàu mới, nâng tổng số tàu lên 85 chiếc, dự kiến đạt 2,5 triệu DWT vào năm 2025. Trong năm 2024, PVChance đặt mục tiêu đầu tư 21 tàu mới, bao gồm tàu chở dầu, hóa chất, LPG và hàng rời, với tổng mức đầu tư ước tính 12.300 tỷ đồng. Ngoài ra, PVChance đang chuẩn bị kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 9.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025 đến 2030 để đáp ứng nhu cầu mở rộng. Tuy nhiên, chứng khoán FPTS đánh giá rằng kế hoạch này có thể đối mặt với khó khăn do quá trình xét duyệt và giá tàu tăng mạnh trong những năm gần đây.